361 Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi giữa hội chúng đông đảo, đang thuyết giảng giáo Pháp đến Đức Vua và đoàn Tùy Tùng. Khi ấy, Devadatta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, đức thế tôn nay đã tàn tạ già cả lớn tuổi đã sống thọ gần cuối cuộc đời bạch ngài giờ đây xin đức thế tôn hãy sống gắn bó vào sự lạc trú trong hiện tại còn hội chúng tỳ khưu hãy bàn giao cho tôi tôi sẽ cai quản hội chúng tỳ khưu này devadatta đủ rồi người chớ có mong để được cai quản hội chúng tỳ khưu đến lần thứ nhì devadatta đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài đức thế tôn nay đã tàn tạ già cả lớn tuổi đã sống thọ gần cuối cuộc đời bạch ngài giờ đây xin đức thế tôn hãy sống gắn bó vào sự lạc trú trong hiện tại còn hội chúng tỳ khưu hãy bàn giao cho tôi tôi sẽ cai quản hội chúng tỳ khưu đến lần thứ ba devadatta đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài đức thế tôn nay đã tàn tạ già cả lớn tuổi đã sống thọ gần cuối cuộc đời bạch ngài giờ đây xin đức thế tôn hãy sống gắn bó vào sự lạc trú trong hiện tại còn hội chúng tỳ khưu hãy bàn giao cho tôi tôi sẽ cai quản hội chúng tỳ khưu này devadatta ngay cả sariputta xá lợi phất và mugalana một kiền liên ta còn không thể bàn giao hội chúng tỳ khưu làm sao có thể bàn giao cho kẻ tồi tệ đáng phỉ nhổ như ngươi được khi ấy Devadatta nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã bôi nhọ ta bằng cách gọi là kẻ đáng phỉ nhổ trước hội chúng, có cả nhà vua và còn ca tụng Sariputta và Mogalana nữa. Trở nên tức tối, không hài lòng, rồi đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi. Như thế, đây là mối ác cảm thứ nhất của Devadatta Đối với Đức Thế Tôn. 362. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như vậy thì hội chúng hãy thực thi hành sự công bố Pakasani cam năng về Devadatta trong thành Rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác việc gì devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói không nên xem điều ấy là của đức phật đức pháp hoặc đức tăng mà nên xem điều ấy là của chính devadatta và này các tỳ khưu nên thực thi như vậy hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng hội chúng nên thực thi hành sự công bố về devadatta trong thành rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác việc gì devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói không nên xem điều ấy là của đức phật đức pháp hoặc đức tăng mà nên xem điều ấy là của chính devadatta đây là lời đề nghị bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi hội chúng thực thi hành sự công bố về devadatta trong thành rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác việc gì devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói không nên xem điều ấy là của đức phật đức pháp hoặc đức tăng mà nên xem điều ấy là của chính devadatta đại đức nào đồng ý sự thực thi hành sự công bố về devadatta trong thành rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác việc gì devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói không nên xem điều ấy là của đức phật đức pháp hoặc đức tăng mà nên xem điều ấy là của chính devadatta xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên hành sự công bố về devadatta trong thành rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên xem điều ấy là của Đức Phật, Đức Pháp hoặc Đức Tăng, mà nên xem điều ấy là của chính Devadatta đã được hội chúng thực thi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 363. Sau đó Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Sariputta rằng Này Sariputta Chính vì thế Người hãy công bố về Devadatta ở trong thành Rajagaha Bạch Ngài Trước đây ở trong thành Rajagaha Con đã khen ngợi về Devadatta rằng Con trai của Godi có đại thần lực Con trai của Godi có đại năng lực Bạch Ngài làm sao con công bố về devadatta ở trong thành rajagaha được này sariputta khi ngươi khen ngợi về devadatta ở trong thành rajagaha rằng con trai của godi có đại thần lực con trai của godi có đại năng lực phải chăng là đúng sự thật bạch ngài đúng vậy này sariputta cũng tương tự như vậy. Người hãy công bố đúng sự thật về Devadatta ở trong thành Rajagaha. Bạch Ngài xin vâng. Đại Đức Sariputta đã đáp lời Đức Thế Tôn. 364 Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy Hội chúng hãy chỉ định Sariputta để công bố về Devadatta ở trong thành Rajagaha rằng: Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên xem điều ấy là của Đức Phật, Đức Pháp hoặc Đức Tăng, mà nên xem điều ấy là của chính Devadatta. Và này các Tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Trước tiên, Sariputta cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông qua bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Sariputta để công bố về Devadatta ở trong thành Rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác việc gì devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói không nên xem điều ấy là của đức phật đức pháp hoặc đức tăng mà nên xem điều ấy là của chính devadatta đây là lời đề nghị bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi hội chúng chỉ định sariputta để công bố về devadatta trong thành rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác việc gì devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói không nên xem điều ấy là của đức phật đức pháp hoặc đức tăng mà nên xem điều ấy là của chính devadatta đại đức nào đồng ý sự chỉ định sariputta để công bố về devadatta trong thành rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác việc gì devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói không nên xem điều ấy là của đức phật đức pháp hoặc đức tăng mà nên xem điều ấy là của chính devadatta xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên đại đức sariputta đã được hội chúng chỉ định để công bố về devadatta trong thành rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác việc gì devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói không nên xem điều ấy là của đức phật đức pháp hoặc đức tăng mà nên xem điều ấy là của chính devadatta sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 365. Khi đã được chỉ định, Đại đức Sariputta cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi vào thành Rajagaha và công bố về Devadatta trong thành Rajagaha rằng bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên xem điều ấy là của Đức Phật, đức pháp hoặc đức tăng, mà nên xem điều ấy là của chính Devadatta. Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không ngưỡng mộ, kém sáng suốt, những người ấy đã nói như vậy. Các sa môn thích tử này ganh tị. Họ ganh tị với lợi lộc và vinh hiển của Devadatta. Còn những người nào có đức tin, ngưỡng mộ, sáng suốt, những người ấy đã nói như vậy. Việc Đức Thế Tôn cho công bố về Devadatta trong thành Rajagaha như thế này chẳng có gì sai trái cả. 366. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp hoàng tử Ajatasattu. Sau khi đến đã nói với hoàng tử Ajatasattu điều này. Tâu hoàng tử, trước đây loài người sống thọ, bây giờ yếu thọ. Điều thực tế cần được biết là ngài có thể chết đi trong lúc vẫn còn là hoàng tử. Tâu hoàng tử, chính vì thế, ngài hãy giết cha và lên làm vua. Ta sẽ giết Đức Thế Tôn và trở thành Đức Phật. Sau đó, hoàng tử ajatasattu nghĩ rằng ngài devadatta có đại thần lực có đại năng lực ngài devadatta đương nhiên có thể biết được nên vào lúc sáng sớm đã buộc con dao găm ở đùi rồi với vẻ khiếp đảm sợ hãi lo âu hồi hộp đã xông vào hậu cung một cách vội vã các vị quan đại thần bảo vệ hậu cung đã thấy hoàng tử ajatasattu vào lúc sáng sớm với vẻ khiếp đảm sợ hãi lo âu hồi hộp đang xông vào hậu cung một cách vội vã sau khi thấy họ đã giữ lại trong lúc khám xét họ đã thấy con dao găm buộc ở đùi nên đã nói với hoàng tử ajatasattu điều này tâu hoàng tử ngài có ý định làm điều gì vậy ta có ý định giết cha do ai xúi dục do ngài đại đức devadatta một số quan đại thần đã đưa ý kiến như vậy hoàng tử phải bị giết chết devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vậy các tỳ khưu không phải chết các vị tỳ khưu không làm điều gì tổn hại còn hoàng tử và Devadatta phải bị giết chết. Một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vậy. Hoàng tử không phải chết, Devadatta cũng không, các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình báo lên đức vua, đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế ấy. 367 sau đó, các quan đại thần ấy đã đưa hoàng tử Ajatasattu đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Sau khi đến, đã trình báo sự việc ấy lên đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Này các khanh, các quan đại thần đã có ý kiến thế nào? Tâu bệ hạ, một số quan đại thần đã đưa ý kiến như vậy hoàng tử phải bị giết chết devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vậy các tỳ khưu không phải chết các vị tỳ khưu không làm điều gì tổn hại còn hoàng tử và devadatta phải bị giết chết một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vậy hoàng tử không phải chết devadatta cũng không các tỳ khưu cũng không phải chết nên trình báo lên đức vua đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ấy này các khanh đức phật hoặc đức pháp hoặc đức tăng sẽ làm điều gì chẳng phải đức thế tôn đã cảnh giác và đã cho công bố về devadatta trong thành rajagaha rằng bản chất của devadatta trước đây khác nay bản chất đã khác việc gì devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói không nên xem điều ấy là của đức phật đức pháp hoặc đức tăng mà nên xem điều ấy là của chính devadatta hay sao trong trường hợp ấy những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vậy hoàng tử phải bị giết chết devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết đức vua đã cách chức những vị ấy những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vậy các tỳ khưu không phải chết các vị tỳ khưu không làm điều gì tổn hại chỉ có hoàng tử và devadatta phải bị giết chết đức vua đã giáng chức những vị ấy những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vậy hoàng tử không phải chết devadatta cũng không các tỳ khưu cũng không phải chết nên trình báo lên đức vua Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ấy. Đức vua đã thăng chức những vị ấy. Sau đó, Đức vua Sedia Bimbisara xứ Magadha đã nói với hoàng tử Ajatasattu điều này. Này hoàng tử, tại sao con có ý định giết ta? Tâu bệ hạ, con muốn được vương quyền này hoàng tử nếu con muốn được vương quyền thì vương quyền này là của con rồi đã trao vương quyền cho hoàng tử Ajatasattu. 368 Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp hoàng tử Ajatasattu. Sau khi đến, đã nói với hoàng tử Ajatasattu điều này tâu đại vương hãy ra lệnh cho các nam nhân để họ sẽ đoạt mạng sống của sa môn gotama khi ấy hoàng tử Ajatasattu đã ra lệnh cho mọi người rằng này các khanh ngài đại đức devadatta đã nói như thế nào các người hãy làm theo như thế ấy sau đó devadatta đã ra lệnh cho một người đàn ông rằng này ông bạn Sa môn Gotama ở nơi đó, hãy đoạt mạng sống của ông ta rồi hãy trở về bằng con đường này. Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt hai người đàn ông, bảo rằng: Người đàn ông nào một mình trở về bằng con đường này, hãy đoạt mạng sống của hắn ta rồi hãy trở về bằng con đường này. Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt bốn người đàn ông, bảo rằng: Hai người đàn ông nào trở về bằng con đường này, hãy đoạt mạng sống của chúng, rồi hãy trở về bằng con đường này. Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt 8 người đàn ông, bảo rằng: Bốn người đàn ông nào trở về bằng con đường này, hãy đoạt mạng sống của chúng, rồi hãy trở về bằng con đường này. Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt 16 người đàn ông, bảo rằng: Tám người đàn ông nào trở về bằng con đường này, hãy đoạt mạng sống của chúng, rồi hãy trở về bằng con đường này. 369. Sau đó, người đàn ông ấy một mình cầm gương và bao gương, mang cung và túi tên, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đứng cách đức thế tôn một khoảng không xa và trở nên khiếp đảm sợ hãi lo âu hồi hộp với thân thể cứng đơ đức thế tôn đã nhìn thấy người đàn ông ấy với vẻ khiếp đảm sợ hãi lo âu hồi hộp đang đứng với thân thể cứng đơ sau khi nhìn thấy đã nói với người đàn ông ấy điều này này đạo hữu hãy đi đến chớ có sợ hãi khi ấy người đàn ông ấy đã bỏ gươm và bao gươm ở một góc để cung và túi tên xuống rồi đã đi đến gặp đức thế tôn sau khi đến đã đê đầu ở hai chân của đức thế tôn và đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài tội lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con trở nên đần độn ngu si, không có đạo đức. Chính là vì con đến đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn ghi nhận sự sai trái trong tội lỗi ấy của con, hầu để ngăn ngừa trong tương lai. Này đạo hữu, đúng như vậy. Tội lỗi đã chiếm ngự lấy ngươi, khiến ngươi trở nên đần độn, ngu si, không có đạo đức chính là việc ngươi đến đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. Này đạo hữu, chính từ việc ấy, ngươi đã thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp. Này chúng ta nhận biết điều ấy cho ngươi. Này đạo hữu, chính điều này là sự tiến bộ trong giới luật của bậc thánh. Người nào sau khi thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai sau đó đức thế tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến người đàn ông ấy tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí bài thuyết về giới cấm bài thuyết về cõi trời sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục sự lợi ích của việc xuất ly khi đức thế tôn biết được tâm của người ấy đã sẵn sàng, dễ uống nắng, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng. Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần không vết nhơ đã sanh khởi đến người đàn ông ấy điều gì có bản tánh được sanh lên toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt sau đó khi đã thấy được pháp đã thành tựu được pháp đã hiểu được pháp đã thấm nhuận pháp hoài nghi đã không còn sự lưỡng lự đã giết hẳn đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác người đàn ông ấy đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài thật là tuyệt vời bạch ngài thật là tuyệt vời bạch ngài giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại mở ra vật đã bị che kín chỉ đường cho kẻ lạc lối đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng tương tự như thế pháp đã được đức thế tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện bạch ngài con đây xin quy y đức thế tôn ấy giáo pháp và hội chúng tỳ khưu xin đức thế tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời sau đó đức thế tôn đã nói với người đàn ông ấy điều này này đạo hữu chớ đi bằng con đường ấy hãy đi bằng con đường này và ngài đã chỉ cho đi bằng con đường khác